chào các bác. Hôm nay tôi sẽ làm con này. Cũng có một chút tâm trạng nó không vui gì lắm vì thời gian gần đây thì múc cây liên tục. Cây thì bây giờ cây đẹp rất khó mua rất khó. Và nếu mua được thì để trả cái giá rất cao. Những cục này toàn trên chục cả, toàn chục triệu cả. Đấy, cũng Nam Điền mà. Thì nhiều anh em đến nhà tôi chơi lắm, nhưng mà tôi cơ bản là tôi toàn cốt hay thôi, nhưng mà cứ vứt lăn lóc ở dưới nền đất nên các thứ nó không có đôn có chậu gì, nhưng các bác không để ý, cứ mỗi lần tôi cắt ra thì các bác lại ồ lên. Thì đấy, thì hôm nay thì cái cây này mà nhìn các bác nhìn như này thì đúng là không ai đánh giá nó cao đâu, vì mình không nhìn thấy được cái phần bên dưới cốt cán của nó. Dùng trồng trên chỗ xốp mà, thùng xốp mà. Thì đấy, thì bây giờ em sẽ bới ra và làm con này. Con này thực tế là có bác bên Hàn Quốc bác ấy dặn rồi, nhưng mà bác ấy lại bận mà không về được, nên bây giờ em lại chơi nó thôi. Đấy, khoan nhé, rồi tí nữa thì bóc ra thì các bác xem sẽ thấy nó có thể kỳ diệu hay là mất mát hơn thì các bác xem nhé. Đấy, cái này thì em đã quay một lần rồi, trước cắt rồi, nhưng bác lúc đấy các bác cũng không nhìn thấy đâu. Thì bây giờ em sẽ rũ vào đất ra, thay đất và làm bệ luôn, đục bệ. Đấy, một số chỗ không hợp lý em sẽ đục nó đi. Đó nhá, chiến thôi. Tạm hồi này nóng quá. Thì tôi vừa mới quét cái đế của nó. Đấy. Sau sẽ dán dây như này. Dán dây sẽ làm như này. Như này. Xin chào con gái. Gái ngoan chứ. Ngoan ghê nhỉ. Ngoan chứ. Không bị củ sắc lắm ấy. Đi vào nhà cởi áo đi. Đây ạ. Này đứt tay đi. Đang làm nhá. Làm. Cái gì á? Sushi đây. Cái gì á? Cái gì á? Sao con? Cái gì á? Ở đâu? À cái dĩa đúng rồi. Cái dĩa nhưng mà bẩn rồi con. Dĩa bẩn. Này nóng quá đi. Đó, con có nóng không? Vấn đề bây giờ như này, mặt này thì các bác chắc không nhìn thấy, đây như này, sau này dán xinh như này cơ. Con tử thì giữ lại đấy, con tử giữ lại như này. Thế thì bây giờ phải xử lý cái cổ cái thứ bác bỏ, chấp nhận bỏ chi này. Là thật à? Và mời cưới à? Hả? Vào đây làm gì? Tối có về không? Tối có về không? Hả? Các bạn nhỏ gặp nhau, ngày mới gặp nhau. Các bạn nhỏ một ngày mới được gặp nhau. À? Con bước phải nhìn như rồi, nhẹ bớt đi rồi, chồng thôi. Lần này thì ổn nhỉ. Đá bóng à? Nay có đá bóng à? Một cú ghê đấy. Gì đấy? Đá bún. Con chạm nhà chưa? Con chạm nhà. Chạm nhà chưa? Chạm nhà nhá. Nhà con nhá. Con để lên nhá. Đi nhét vào. Đi nhét vào. Yêu. Phôi Điền à, có cây tây tử và tây một và T1 thật kính ở đây nhé các bác, cái này mình không dùng nhé. Nhưng mà đây, T1 hoàn thiện và có cái tử thì mình cắt đi làm cái phôi. Mua hơn 10 triệu cái này nhé, mua 10 mấy triệu rồi các bạn. Cũng được 1 năm rồi. Bây giờ mới làm này. Đây các bác xem. Cắt cỏ hơn 10 triệu. Đấy, để đến xem. các bạn nha.